Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện nữa của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Tiếp tục cái chuyến hành trình của hai thầy trò thầy Vạn và Triệu qua một tác phẩm có tựa đề là Huyết Ngải. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Nhà ông Tư giàu có lắm Vợ của ông lại mất sớm để lại cho ông hai cậu con trai để nối dõi Nhưng vì không chịu được cảnh gà trống nuôi con Cho nên vợ mới mất được gần một năm Ông Tư đã đi bước nữa Cũng sinh ra cho ông được một thằng con trai thứ ba Và ông đặt tên cho nó là Hậu Chỉ có điều hai cậu con trai của bà vợ cả thì mỗi người một tính Mẹ mất sớm cho nên chúng khá xấu sàng và ngang ngược Ở cái tầm châu giang này mỗi khi nhắc đến bá con trai lớn của ông Tư thì mọi người đều lắc đầu. Khá nổi tiếng về đội chịu chơi và chịu chi là hay gây gỗ đánh người. Có lẽ Bá y này có bố giàu và quan hệ rộng cho nên không ai dám làm gì mình. Hoặc giả như có vấn đề gì thì bố của gã chỉ cần mở miệng một câu, có thể dùng tiền dùng quyền của mình. Bởi đơn giản hay thứ đó nhà gã có. Mọi chuyện lại êm xuôi như lần nước xuôi rầm, giống như chưa có vấn đề gì xảy ra ngược lại với anh trai của mình cậu đạo là con trai thứ hai của bà miên tính tình có vẻ thâm trầm và nham hiểm hơn bá sao bên ngoài không bao giờ gây gỗ ngỗ nghịch hay để lại bất cứ điều tiếng gì thậm chí đạo luôn tỏ ra là một người quân tử nghĩa khí và giúp đỡ cho kẻ yếu thế hơn mình nhưng một khi ai đó đụng chạm đến thì đạo rất tàn nhẫn và độc ác y đã muốn cái gì thì chắc chắn cái đó đạo sẽ lấy cho bằng được hoặc chỉ ít không bao giờ để cho kẻ khác được sở hữu. Có lẽ vì vậy mà giữa hai người con thì luôn có sự so sánh, mọi việc đều lấy đạo ra để làm gương cho bá. Đậm già giữa hai đứa con của ông có thành kiến với nhau. Cả hai về tuổi tác cũng không chênh lệch nhau là nhiều. Bá 26 tuổi, đạo kém anh trai của mình 2 năm, bước sang tuổi 24. Còn đứa con của người vợ hai của ông Tư là Hậu thì cũng chỉ kém hai người anh thứ hai cùng cha khác mẹ của mình hơn một tuổi mà thôi. Năm nay cũng đã 23 tuổi. Mẹ của Hậu là bà lành vẫn còn rất trẻ, năm nay mới chạc tuổi tứ tuần. Ngày trước bà là một người nổi tiếng xinh đẹp ở trong vùng này. Khắp làng trên xóm dưới ai cũng biết tiếng. Chỉ có điều có lẽ bị sức ép của bố mẹ kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Là choáng ngợp trước vẻ hào hoa lãng tử, giàu có của ông Tư cho nên bà gật đầu đồng ý về làm vợ của ông. Cũng có danh phận cưới xin đàng hoàng, danh chính ngôn thuận nên không có điều tiếng gì. Chỉ có một việc là mỗi khi nhắc đến bây giờ người dân làng Tân Xuyên đều dũng động cảm thấy sợ hãi và khó hiểu. Thời Thanh Tân thì cô lành có rất nhiều trai làng theo đuổi, đem lòng thầm tương trộm nhớ, nhưng mà bà không ưng ai cả. Chỉ có ảnh hớn vừa là làng xóm lại chơi với nhau từ nhỏ cho nên hai người có chút gì đó gọi là thanh mai trúc mã. Tình cảm giữa hai nhà cũng tốt đẹp, nhưng dường như từ khi cậu Tư xuất hiện đến nói chuyện với bố mẹ của cô lành và đặt vấn đề xin cưới, thì hai người mới ngã ngửa ra. Mặc dù chẳng muốn theo người không yêu, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như hớn không cố chấp, anh không buông tay không chấp nhận việc bị mất đi người yêu ngay trước mặt của mình mà ra sức ngăn cản. Thế nhưng thần cổ thế cô, nhà nghèo làm sao đấu lại được với cậu tư nhiều tiền lắm của. Chẳng những riêng hớn đã bị đánh đập thẩm tệ, bị sỉ nhục mà mẹ của anh cũng bị ảnh hưởng liên lụy. Bị cậu tư cho người chèn ép đến mức hóa điên hóa dại, bỏ đi đâu không rõ. Mối thù chẳng những không được giải quyết mà càng ngày càng chồng chất thêm. Chẳng biết giữa hai người có thể non hẹn biển gì không, nặng tình thế nào mà ngày cưới của cô lành hớn một mình chuẩn bị một căn dầu hỏa rồi đến giữa đám cưới phóng hỏa tự thiêu chết ngay tại chỗ những người chứng kiến thì đều hoàng sợ vô cùng bởi vì chưa bao giờ thấy cái chết nào đau đớn hãi hùng đến vậy trước khi hớn chết vẫn còn văng vẳng câu nói tao sẽ quay lại để trả thù rồi con làm ma ta cũng quay về đòi công bằng rồi mày sẽ tuyệt tự tuyệt tôn hớn được mọi người hết lòng cứu chữa nhưng mà không qua khỏi đám cưới của cậu tư và cô lành dường như là nỗi ám ảnh của làng tân xuyên là một nỗi đau mà mãi mãi cho đến bây giờ bà lành cũng chưa thể xóa dịu được mỗi khi ai đó nhắc lại chuyện cũ thì cậu tư cũng chẳng biết phải làm sao có thể do lúc đó thành niên tính có nhiều bốc đồng lại thêm thích thể hiện cho nên cậu tư mới dùng đến cách dùng mẹ của hớn để tác động nhưng chẳng hiểu vì sao hớn chẳng những không nghe lời mà càng ngày càng tỏ ra bất mãn chán trường sự việc xảy ra đã hơn 20 năm nhưng mà dường như vẫn còn rất mới trong tâm trí của những người dân ở nơi này. Sau khi hớn chết cậu tư giàu có bỏ tiền nhờ thầy đến chấn niệm và làm lễ cầu siêu cho hớn ngay ở nhà của mình. Mọi việc cũng thuận lợi, không có vấn đề gì xảy ra. Thậm chí ông thầy kia còn cao tay đến mức để phòng ấn linh hồn vẫn còn mang theo oán khí giận dữ của hớn lại nhốt vào trong một chậu cây gọi là huyết chấn ngài còn dặn dò cậu tư cẩn thận nếu như biết cách làm và thực hiện nghiêm ngặt thì chắc chắn huyết chấn ngài sẽ giúp ích cho lão rất nhiều có đủ âm phù dương trợ thì mọi việc rất thuận lợi hanh thông cần ngài giúp gì chỉ cần thành tâm cầu khẩn và dùng máu huyết của người thực hiện để đúng đến 12 giờ đêm và đọc câu thần chú được viết trên tấm da là sẽ được như ý bí mật này chỉ riêng cậu tư và vị thầy pháp cao tay kia biết, cho nên sự việc vẫn còn được giấu kín. Bà lành lấy ông tư được một năm thì hạ sinh ra hậu, hậu thì đặc biệt rất hiền lành chất phác, tránh ngược tính cách hoàn toàn với hai người anh cùng cha khác mẹ. giữa ba người con thì hậu được bố nuông chiều nhất, vì đây chính là con của người vợ mà ông đã mất rất nhiều công sức và tiền của. nhưng chính vì hậu hiền lành quá cho nên ngay từ nhỏ bị hai người anh bắt nạt. Giữa chúng thì dường như vẫn luôn có một khoảng cách vô hình nào đó, không bao giờ có thể hẳn gắn được. Vừa có sự đề phòng và bè phái anh em đấu đá nhau, đặc biệt anh em bá và đạo muốn triệt hạ hậu vì không muốn tài sản của bố mình, làm lùng vất vả bao năm lại rơi vào tay của thằng con bà hai. Đạo, chú xem thế nào cho anh thấy thằng hậu dạo này nó cứ lở lì trong nhà đó, thanh niên quái gì mà như đàn bà, hay là mấy lần anh em mình dí nó cho nên nó sợ Bây giờ nó muốn trách mạch Có nên gọi nó ra xử đẹp nó không Việc hôm nọ anh em mình làm chắc bị lộ Ông già có thái độ ra mặt ngay được Còn thằng thường nói nếu mà anh em mình đụng đến nó Thì sẽ không bao giờ được chia một cách nào cả Ra sàn nhà này ông sẽ cho thằng hậu Tôi và chú chẳng được gì đâu Ba công tử nói với đạo bằng một giọng bực bội Trên tay của gã cầm một cái tàu đục đẽo Chạm trồ rất đẹp mắt mới nhìn vào thôi cũng biết đó là đồ đắt tiền. Gã vừa nhồi thuốc vào rồi châm lửa bập bập vài hơi, nhà khói ra rất điệu nghệ. Khương mặt đỏ ửng dường như mấy đi uống rượu về. Trên mặt của gã vẫn còn dính mấy vệt son môi. Anh bình tĩnh đi. Việc này ta không thể nóng vội được đâu. Cứ sồn sồn lên như vậy thì làm sao được việc chứ. Đạo đang ngồi ở trong phòng gương mặt bình thản. Tay cầm tách trà đưa lên miệng nhìn anh trai mà nói. Bình tĩnh lúc nào cũng bình tĩnh Chứ không thấy cái bình tĩnh của chú bây giờ hóa ra hỏng bét rồi sao Ông già bây giờ việc gì trong nhà cũng giao cho thằng hậu cai quản chứ không thấy sao hả à? Thì đã sao Nó cũng là anh em trong nhà Anh dường như có ác cảm với nó quá sao đó Em thấy nó cũng đến nỗi nào đâu Mà nó trông nom cai quản nhà này thì càng nhàn Chúng ta chẳng phải lo nghĩ nhiều Anh càng có thời gian đi chơi đàn đúng rượu tre Đạo trả lời anh trai của mình bằng một giọng tưng tửng gã cũng chẳng tốt đẹp gì cả nhưng mà tâm cơ có vẻ thâm trầm hơn không tính vội bò như bá cho nên mọi người trong nhà ai nấy vẫn nghĩ là gã ngoan thực ra thì mọi việc đều do gã đứng sau chỉ đạo mới ngoài hai mươi nhưng mà thực sự đầu óc của đạo giống như có sỏi vậy thôi chú liệu mà tính toán đi chứ để cho thằng hậu nó đứng lên tiếp quản không sớm thì muộn tôi và chú cũng phải biến khỏi nơi này sợ nó trả thù với những việc mình gây ra cho nó từ trước trời đất ơi anh lo xa quá thằng này nó lành như đất chẳng dám làm gì đâu mà em cũng nghĩ rằng ông già sẽ không để cho anh em mình thiệt đâu mà lo chú nông cạn rồi nhưng cái việc mà ta làm với nó anh đoán là nó cũng bảo với ông già thôi bảo sao mà ông dạo này thái độ ra mặt với anh chú thì không trực tiếp làm nhưng mà anh thì chắc ông ấy cũng chẳng bao giờ nghĩ cái thằng con trai của bà cả nổi tiếng ngoan hiền lại là chủ mưu sau bao vụ đâu Bà nói kháy em trai của mình gã cho rằng việc đào ném đá giấu tay mà thằng em trai của mình làm bao năm nay một mình gã phải đứng lên nhận tội là thiệt thòi lớn. Thứ hai là việc thằng đạo này rất khôn danh, khéo léo trong cách cư xử. Giá như việc chia chắc tài sản trong nhà mà không đồng đều thì chắc chắn là nó cũng không để yên. Bao nhiêu năm này gã vẫn phải đứng mũi chịu sào. Nhưng mà được cái là thằng em trai này biết điều, tiền tiêu xài nó thỉnh thoảng vẫn đưa cho gã. Bà nói với đạo nhưng ánh mắt của gã lại chầm chầm nhìn vào chiếc nhẫn em trai của mình đeo trên tay. Trên chiếc nhẫn có đính một viên đá hồng ngọc màu đỏ huyết. Chẳng biết nó được làm bằng gì nhưng được chạm trổ những đường nét tinh xảo mà vật này dường như đã thấy ở đâu. Bà lại thấy vật này rất có sức hút với mình cho nên bảo em trai. Chú, cái nhẫn đẹp vậy ở đâu đấy tặng anh đi. Mấy này ông già thế nào? Vụ hôm trước đó con còn căng với anh lắm. Đuổi đi nữa cơ, mẹ kiếp sắp sung lỗ rồi còn lắm chuyện. Đuổi thì đổi nhưng mà tiền bạc thì phải cho anh mới đi. Bà nói vậy đào tái mặt nhưng rất nhanh gã khôi phục lại được sắc diện. Nhìn anh trai của mình thật kỹ rồi nhẹ giọng. Vợ này anh không thể đeo được đâu, nó không hợp với anh. Anh đừng nói như vậy, bố quan tâm anh mới chửi vậy thôi đừng có nghĩ vớ vẩn. Tại sao không? Nó chỉ là vật trang sức bình thường thôi mà. Cây nhẫn đá ghẻ mà chú làm như quý hóa lắm. Mà thôi anh đích cần đâu. Anh cần tiền thôi, có tiền không quảng đây một ít vã quá Anh thì biết cái gì Mà có đưa cho anh cũng chẳng có giữ được đâu Toàn mang đi hút hít cả Em nói thật để anh bớt lại cái tính đấy đi Càng vậy ông già lại càng ghét anh cho mà xem Dạo này bố cũng yếu hơn nhiều rồi Mấy lần em vào thăm nhưng mà bà lành cứ bảo là bố cần yên tĩnh Hiện giờ không muốn gặp ai Để cho ông ấy nghỉ ngơi Chẳng biết bà ta có ý đồ gì nữa Con mộ lành này cũng không hề đơn giản chút nào đâu Chẳng biết có mưu đồ gì không mà lúc nào cũng kè kè bên ông già bơm vá lúc nào cũng thằng hậu thằng hậu thằng hậu mà một ta quên rằng ông già vẫn còn anh em mình sao chỉ là vợ hai thôi mà thái độ kinh kiệu ra mặt bá nghe anh trai nói như vậy ức chế lên tiếng chửi thề xong bỗng nhiên nhớ thấy chuyện gì bá liền kể à mà chú có biết cái chậu cây gì mà ông già vẫn hay đứng ngắm một mình trong phòng không chắc là phải quý lắm cho nên mới vậy anh để ý thấy lúc nào cũng kè kè nó ở đầu giường Thế nào mà mấy hôm trước anh vã quá vào trong phòng ông già định thoát trộm ít tiền? Thế nào mà quả tay vào cái chìa khóa làm cho nó vỡ mẹ cái chậu cây? Anh sợ quá đái ra quần chuồn ra ngoài ngay. Nói xong bá nhìn đạo bằng ánh mắt tò mò rồi bí hiểm rồi tiếp tục nói. Lúc mà chậu cây từ trên kệ rơi xuống, thế nào mà anh có cảm giác như là có cái gì đó thoát ra ngoài vậy? Cái thân xác cày gốc xấu xí kia bỗng nhiên héo rũ ra. Lúc anh quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một cái bóng màu đỏ tụ lại thành một làn khói, sau đó nó biến mất ngay. Tự nhiên anh có một cảm giác dùng mình ra đầu tê dại cả đi. Chứ không hiểu đâu, chưa bao giờ anh có cảm giác lạ lùng như vậy. Giống như là một đôi mắt từ cõi mênh mông nào đó đang theo dõi anh vậy, khó hiểu thực sự. Bà nhớ lại mà không khỏi dùng mình, chẳng hiểu sao lúc đó gắt lại cả gan vào trong tận phòng của ông già trộm tiền. Có lẽ liền cường vật thuốc cho nên là trong đầu không còn sự minh mẫn Lúc đó chỉ việc duy nhất là làm thế nào có tiền chơi thuốc mà thôi, chứ không còn nghĩ đến hậu quả nữa. Sau lần đó đã có kinh nghiệm hơn, có tiền thì chủ động mua thuốc phiền tích chữ, mang về trong phòng của mình chơi dần. Về gã nghiện thì đạo cũng biết, nhưng vì thời điểm đó đây cũng là một thú vui sành điệu của mấy con công tử nhà quý tộc. Ngay như là ông Tư cũng thỉnh thoảng lôi bộ bàn đèn ra rồi ngả ngón, huống chi là bá, nổi tiếng là chơi bời đủ kiểu. Gã tiếp tục nói Chưa đã bao giờ nghe về việc nuôi ngài chưa Chẳng biết cái cây trong phòng của ông già có phải là nó không Bao nhiêu năm rồi cái cây đó vẫn như vậy chẳng thay đổi gì cả Vẫn trừ trụi Liệu cái chậu cây này bị vỡ thì có liên quan gì đến ông già bị ốm hay không Mà cây gì nhìn nó xấu bò mẹ ra Hoa thì không có mà toàn chỉ là những gai đỏ lòm ra như vậy Mà ông già còn trăm hơn cả trăm con Vỡ rồi thì thôi trồng cây khác Thế nào mà tiếc quá ốm liệt giường đúng là ki bo kẹt xin đào trong mắt nghe anh trai của mình nói như vậy hóa ra cái chậu cây mà ông tư thường xuyên đứng cả ngày ngắm nhìn chăm sóc là do bá làm vỡ việc này nếu mà để cho ông già biết được thì chắc chắn gã sẽ bị ông già giết mà giết thật chứ không phải là đùa đào nhớ lại hồi còn nhỏ hai anh em của gã trêu nhau thế nào mà của tay làm dụng mấy chiếc lá trong chậu chỉ về việc này mà hôm đó cả mấy hôm sau Hai anh em của gã bị ông Tư trói vào gốc cây, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, còn nghiêm cấm đụng vào cái cây này. Anh nói thật hay đùa vậy? Đào ngạc nhiên nhìn anh mình thật kỹ để xác nhận, sau đó hỏi lại một lần nữa cho chắc. Có phải chậu cây mà ngày xưa còn nhỏ anh em mình lỡ chạm vào nó, bị bố trói vào gốc cây rồi cho ăn một trận đòn no không? Thì ông già còn chậu nào nữa đâu, chứ không thấy trong phòng chỉ còn mỗi mình nó. chỉ còn mẹ rồi, Đạo không nhìn được nữa liền văng tục. Một kẻ chưa bao giờ biết nói bậy chửi thể như Đạo. Hôm nay bỗng nhiên phát ra một câu nói làm cho bá giật mình. Chú vừa nói gì? Anh gây ra họa lớn rồi biết không? Ngay lập tức Đạo đứng thẳng người chạy ra đóng chặt cửa lại. Rồi tiến lại kéo tay của bá đi vào trong phòng. Mặc dù đang là ban ngày nhưng khi đóng cửa lại cũng khiến cho căn phòng trở nên tối tăm. Anh đọc đi. Đại họa sắp giáng xuống nhà này rồi. Làm gì mà căng, họa gì mà họa chú đừng có mà dọa thôi nói như vậy nhưng mà hai bàn tay của bá run rẩy nhìn vào cuốn sách cũ bìa gái cũng được đóng và bọc rất cẩn thận chẳng biết thằng em trai của mình lấy được ở đâu đạo nổi tiếng là một kẻ văn hay chữ tốt lại rất chịu khó đọc sách cho nên rất hiểu biết trái ngược hoàn toàn với gã thì rốt đặc cắn mai bà gã đọc sách thì thà rằng đưa bài cho gã đánh còn thú vị hơn Chính vì điều này cho nên ông Tư càng thêm yêu mến đạo, còn bá thì ngỗ nghịch lại lười biếng cho nên ông sinh ra tâm lý chán ghét. Huyết ngài là một bùa chú cổ xưa, được nuôi bằng máu hoặc linh hồn của chính người nuôi dưỡng. Có thể gọi đây chính là một cuộc mua bán với quỷ dữ. Ta bán đi một phần máu huyết linh hồn thì nó sẽ giúp ta thực hiện được ước nguyện mà ta khao khát. Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu như chót nuôi huyết ngài rồi thì khi không nuôi nữa thì phải làm lễ trừ tà. Bởi vì bản thân nuôi dưỡng hàng ngày, lại thêm ngài đã hàng ngày ăn tinh huyết lẫn linh hồn của người nuôi, cho nên đặc thù nó cũng sẽ trở nên bị ảnh hưởng bởi một phần tính cách của người nuôi. Nếu như ngài bị sống ra thì chắc chắn là sẽ là một mối họa lớn, đặc biệt là những ngài lâu năm, nó dần dần có linh tính, sẽ sinh ra hận thù và độc ác vì bị giam cầm nuôi nhốt và bị sai đi làm việc cấp lại cuốn sách đưa cho bá đạo liền bảo chú tin vào những chuyện này sao mà quỷ vớ vẩn anh không tin sao lúc nãy còn nói với em bằng cái giọng điệu sợ hãi có lẽ lúc đấy là anh đói thuốc thôi hoa mắt cho nên ảo giác như vậy bình thường anh chơi thuốc phiện xong cũng toàn đi cảnh gặp nàng tin đâu nào anh cho chú tìm thử một bi đảm bảo như suốt đời đào nhìn bá một cách thật sâu biết được rằng gã tuy cười cợt như vậy nhưng trong ánh mắt của anh trai mình vẫn hiện lên một tia hoang mang lo sợ chứng tỏ lời nói và hành động bất nhất suy nghĩ lúc này cũng có vẻ hơi mông lung nửa tin nửa ngờ nhưng lúc này cũng gần giọng để thuyết phục em kể lại cho anh cái chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu mà anh đã bao giờ nghe ai kể về chuyện ngày xưa ngày chính ngôi nhà hôm ông già cưới bà lành về khi ông hớn là người yêu cũ của bà ta đã tự thiêu chết tại đây chưa ông ta còn nguyền rủa rất ác độc chết là hết chứ đừng có mê tín anh không có tin cứ đưa cho anh tiền mua thuốc về tim sau đó tha hồ đi gặp nàng tiên nàng phật thậm chí là còn có thể sai họ làm việc được cho mình chưa nói hết câu gã bỗng nhiên cứng ngọng lại vì ánh mắt của đạo lúc này không nhìn về gã mà đang quan sát chú ý sau lưng của mình ha hốc mồm ra vẻ đáng sợ à, ông là ai sao lại vào đây Bề quay ngoắt người lại phía sau lưng nhưng chẳng nhìn thấy gì nhưng nhìn về phía em trai của mình thì dường như lúc này nó đang sợ hãi vẻ màn tái nhợt lắp bắp và ánh mắt trở nên mất hồn giống như ai đó bị thôi miên trở nên đờ đẫn làm cho gã giật mình này chú sao vậy sao đăng nhiên đang lành tự nhiên nói liên thiên cái gì thế nhưng không nghe thấy đạo đáp lời mà chỉ đứng chôn chân tại chỗ như là có điều gì ở phía sau lưng gã như là có điều gì ở phía sau lưng của gã Bà lắc mạnh vào bả vai của đạo Lúc này y mới hoàn hồn sực tỉnh miệng thấp bắp Anh có thấy thứ em vừa nhìn thấy không? Thế cái gì? Tôi chỉ thấy chú như là một thằng ngớ ngẩn thôi thề giống hệt như mấy cái thằng bạn anh đúc phê thuốc vậy Nó chỉ nhìn vào bóng đèn không chớp mắt cho đến khi tắt thì Đừng có mà giờ hơi nữa đi Tin vào ma mãnh làm gì cho nó đưa đảo Nói xong câu này thì bà đi ra ngoài Miệng ngắp vặn thêm vài cái nữa Rồi bỏ mặn cậu em trai vẫn đang bẩn thần Bác còn nói với thêm một câu rồi đóng sầm cửa lại. Có vẻ như lúc này bác đang vã lắm rồi. Thế cơ thể bớt rất khó chịu giống như có ngàn vạn con kiến đang bỏ cấp cơ thể. Tôi thì đếch thích gặp ma, tôi thích gặp nàng tin nâu cơ. Chứ không muốn chơi thì qua phòng tôi. Anh em mình cùng nhau đi chơi cảnh sướng lắm. Nếu chơi thì sang đây với tôi, tôi tìm thuốc cho. Thầy Văn nhìn đệ tử là cầu chiều ăn mặc bảnh trẻ, hôm nay lại còn tóc bộ mái chéo bên lở bên bồi đang đứng trước cường ngắm vuốt nặn muộn trứng cá nhìn mấy cái sợi dâu mọc lườm chườm quanh mép cũng ra dáng đàn ông cho nên ông cất tiếng trêu chọc ai chà chà nay đồ đệ định đi tán gái đang à sao ăn mặc đẹp quá vậy vâng à không gái gú gì tầm này hả thầy con nguyện không có lấy vợ sống cô đơn cho gái nó thèm giống thầy thôi mà theo thầy bao năm nay rồi con cũng chưa biết mình là theo môn pháp tu luyện nào nữa Câu hỏi này người đã hỏi ta nhiều lần rồi. Thế được rồi để ta nói cho còn rõ, duy chỉ có một lần này nữa thôi. Lần sau thì hỏi nữa thì ta bắt ngươi phải vẽ cho ta một ngàn lá bùa ngay cho kỹ đó. Trang tử từng gọi là đạo sĩ là chân nhân tức là chúng ta. Ông ta viết về chân nhân trong thiên đại tông sư trong cuốn Trang tử Nam Hoa Kinh và định nghĩa rằng Thế nào là bậc chân nhân? Bậc chân nhân ngày xưa không nghịch với ai, rồi là thiểu số không cầu công không cầu danh. Người như vậy mất không tiếc, được không mừng. Lên cao thì không biết sợ, xuống nước thì không bị ướt và lửa không bị cháy. Là vì sự biết của họ đã lên đến đạo rồi. Bậc chân nhân ngày xưa ngủ không mộng mị, thức chẳng lo âu, ăn không cầu ngon. Thở hít thì thâm sâu, hơi thở của chân nhân thì thấm đến gót chân, còn hơi thở của người thường thì chỉ dừng lại ở cổ họng kẻ muốn khuất phục người thì lời nghẹn nơi cúng họng lòng tham dục càng sâu thì ước mơ tới với trời nơi ta càng nông bậc chân nhân ngày xưa không ưa sống không ghét chết lúc mà ra không hăm hở lúc vào không do dự thản nhiên mà đến thản nhiên mà đi không quên lúc bắt đầu không cần lúc sầu chót Nhàn lãnh thì vui với đó mà quên đi khi phải trở về đó gọi là không lấy cái tình người mà chống chọi với lẽ đạo nơi mình không lấy cái người nơi mình mà làm trở ngại lẽ trời nơi mình. Thế gọi là chân nhân. Nhà được vậy mà lòng họ luôn luôn vững vàng, cười chỉ điềm đạm gương mặt bình thản, lạnh như là mùa thu mà ấm như mùa xuân. Mừng dẫn luân chuyển như là bốn mùa cho nên cùng vạn vật hợp nhau, không biết đến đâu là cùng. Bởi vậy bậc chân nhân dụng binh làm mất nước mà không làm mất lòng người, làm lợi mà ban bố ân trạch đến muôn đời, mà không phải vì yêu người nên chi kẻ nào còn vui thích trong việc cầu thân và thông cảm với người đời kẻ ấy chẳng phải là bậc thánh kẻ nào còn người thân chẳng phải là bậc nhân kẻ nào còn tính toán đến thời cơ chẳng phải là bậc hiền kẻ nào không thông suốt được điều lợi hại chẳng phải là người quân tử kẻ nào làm theo danh mà bỏ mất mình chẳng phải là kẻ sĩ kẻ nào làm mất mạng không do cái lẽ chân thật nơi mình cũng chẳng phải là kẻ để sai khiến được người Vậy bậc chân nhân ngày xưa Thế như người có nghĩa là không bè đảng Thế như không đủ mà không thọ lãnh bên ngoài Họ không thước mà không cứng rắn Lòng của họ thì rộng rãi hư không Mà không thích việc phù hoa Họ hớn hở như là có vẻ vui sướng Nhưng mà bình tĩnh Hành động thì tự nhiên gây được lòng cảm mến Bằng sắc mặt hiền hòa Và làm cho người kính nể vì kích đức của họ Bề ngoài thì có vẻ hòa nhã với mọi người mà kỳ thực trong lòng của họ cách xa thế nhân. Họ thích sống một mình, không nói với ai, như là quên đi cả lời nói. Hình phạt theo họ là cần, nhưng họ áp dụng hình phạt một cách khoan hậu. Lễ theo họ là phụ thuộc, chỉ dùng để đừng đụng chạm với đời thôi. Họ thuận theo thời theo việc. Đối với họ ưa ghét là một, nghĩa là họ không yêu mà cũng không ghét ai. Họ xem cả thầy như một như trời nhưng không phân biệt những gì phân chia giả tạo như người. Và như vậy trời với người không nghịch nhau, bởi vậy họ mới là chân nhân. Điểm khác biệt của đạo sĩ và người thường là đạo sĩ thích mình là đạo, là cái hỗn độn âm dương, không có gì phân biệt, không có bản tính gì cả. Cái không bản tính này dĩ nhiên có mặt không, mặt không là mặt trái của mặt có. Cho nên đạo sĩ thích mình là cái không, đây là điểm suy ra tất cả. Biết một suy ra biết tất cả là đây. So với người thường thì người thường cho là hy vọng là mình là cái tốt hay có mặc cảm tự ti mà cảm tội lỗi của mình là cái xấu. Đây chính là sự khác biệt của đạo đối với tất cả. Vì đạo sĩ thấy mình là cái không nên không yêu mình nhưng cũng không ghét bản thân. Vì thấy ai cũng là đạo là cái hỗn độn tốt xấu nên đạo không ghét ai dù là thiểu số vì làm tốt làm xấu cho nên đạo sĩ không thèm cầu lợi danh đại khái cũng làm việc kiếm tiền để sống nhưng mà làm việc om sòm để được nổi tiếng thì đạo không thèm tham nhũng ăn cắp lãng phí nhưng tội ấy đạo sĩ lấy làm xa lạ đạo sĩ không phải là cái tốt cho nên lấy làm xa lạ khi người khác cung phụng mình theo kiểu tham nhũng cũng vì thấy tiền là đạo là cái hỗn độn tốt xấu cho nên đạo sĩ không yêu mà cũng không ghét tiền thì tóm lại là có phải chúng ta là người tu đạo nên cần phải chân thật đúng không? Nhưng mà vẫn phải cần tiền để trang trải cuộc sống đúng không thầy? Đúng, nhưng mà danh giới giữa chân thật và chân giả đôi khi mong manh lắm. Thôi thì hãy cứ bằng lòng với những gì đang có, giúp người giúp đời, chẳng phải đó là niềm vui thú sao. Ta không tự nhận mình là chân nhân, vì đôi khi ta cũng đã nói dối, cho nên có lẽ vì thế chưa đắc đạo. Thầy cho con ít tiền tiêu đi Dạo này con thấy sinh hoạt đắt đỏ lắm Ra kẻ leo thang ngầm bầm đó Nào lại bắt đầu rồi Nghiêm túc để ta hỏi xem Mục đích của con tu đạo là gì Chiều ngẫm nghĩ một lúc Rồi nói với thầy vạn bằng một giọng nghiêm túc Mới đầu con nghĩ là Đi theo sư phụ đầu tiên là được ăn ngon mặc đẹp Tự do tự tại Có thể luyện phép trừ tà giúp dân giúp nước sau này ngày con lớn lên đọc sách nhiều và tâm đắc nhất muốn hướng về việc tu luyện thành tiên trường sinh bất tử. Tu tiên có hai cách nội tu và ngoại dưỡng. Ngoại dưỡng là dùng thuốc trường sinh gọi là kim đan. Nội tu là rèn luyện thân thể, dùng các phép tịch cốc dưỡng sinh khí công, lấy thân mình làm lò luyện, luyện tinh thành khí, luyện khí thành thần, luyện thần trở về hư vô. Con người cũng như vạn vật là từ đạo mà sinh ra, cho nên tu luyện là trở về vi đạo. Những tưởng ba tiếng vỗ tay khen người của thầy Vạn dành cho đệ tử, lần này học trò của ông đã dành cho ông một sự bất ngờ lớn. ấy vậy mà chiều khóc không dần nước mắt, khi mà nghe thầy Vạn nói rồi bỏ đi vào nhà, mặc cho chiều đứng ngẩn ngơ một mình. Thế được rồi, hôm nay ta sẽ cho con nhìn ăn luyện phép tịch cấp, thế nhé, nhanh được trường sinh bất tử lắm đây. Ôi rồi đất ơi, con nghe thầy giảng đạo đau đầu lắm đi này Con không muốn trường sinh nữa đâu thầy Thầy chưa phải là chân nhân Chân nhân ai lại lừa đệ tử luyện phép tịch cốc bao giờ Lúc này tại cửa hàng của nhà ông Tư Phòng hai anh em của bá và đạo Trong một căn phòng được bài trí đẹp mắt cầu kỳ Nhưng lúc này đồ đạc vừa lăn lông lốc luộm thuộm Bá đang nằm đờ đẫn nhìn lên trần nhà Bàn tay của gã với lên khoảng không bấu víu lên một giấc mơ không có thật sống trong ảo giác giữa cơn phê thuốc viện của mình. Lúc này đào cũng mò sang phòng của anh trai, thế bá như vậy gác cũng chán nản định nói gì nhưng thôi. Đang tính quay về thì bất chợt nghe thấy bá gọi giật giọng, nét mặt dường như chưa được tỉnh táo cho lắm, nhưng mà trong lời nói thì thực sự có mùi ám muội. Việc ban sáng tôi bản vi chú là mình cần loại thằng hậu ra khỏi nơi này. Chú chỉ cần giữ im lặng một mình anh hành động là được rồi, bạn nghiến rằng kèn két thay bàn tay siết chặt lại, nhìn thật sâu vào ánh mắt của đạo. Vừa có ý nhắc nhở, vừa có ý đe dọa. Tôi nói luôn với chú này, việc trong nhà này tôi không thể quan tâm, nhưng mà tiền thì lúc nào cũng cần. Hiện tại thì tôi đang cần một số tiền lớn để trả nợ và làm ăn. Nếu như không có tiền, chắc tôi sẽ bị chúng ra tay. Nói rồi, bà ngắp vặn thêm vài cái, đưa tay liền gãi cổ điều bộ giống đang phê. Đôi mắt lờ đục đục giống như là con cá chảy, nhìn về phía của đạo nói bằng giọng gấp gáp mà tôi đã phá của ông già bao lần rồi bây giờ nói ra chỉ có nước chết chú hãy tin anh ông già cũng hết sức tin tưởng chú nếu như mình loại bỏ được thằng hậu mà chú đứng về phía của anh thì tài sản còn lại của gia đình này chú lấy làm hai phần thậm chí chú chỉ cần nuôi anh đủ ăn đủ hút là được rồi đạo nhìn anh trai của mình thấy trong mắt của bá đang vằn lên những từ máu Chẳng biết có phải là do mất ngủ hay là chơi bời quá độ hay không Mà dạo này gã gầy dọc cả đi Khương mạnh của bà vốn đã hốc hác, Hai mắt chúng sâu hoắm Làn môi thâm xì mỏng dính này càng thêm đáng sợ hơn Với đôi mắt giàn ác này Đào thắng dùng mình bởi y chưa bao giờ có ý định ra tay giết hại thằng hậu Bởi dù sao nó cũng chính là anh em cùng cha khác mẹ Một giọt máu đào hơn áo nước lã sự việc ban sáng thì đạo đang nhìn thấy sinh vật kỳ bí kia, giống y hệt như lời của bá nói, vô tình làm vỡ cây huyết ngải của ông Tư. Lúc đó gã sợ đến mức hết hồn đứng chôn chân tại chỗ, chẳng hiểu sao khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở đây. Trong đầu của đạo lúc này có nhiều liên tưởng suy nghĩ đến những câu chuyện ma mị mà gã từng đọc, hay những vấn đề liên quan đến pháp thuật và lời nguyện. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích được những gì mà gã đã tận mắt chứng kiến bàn sáng. Đạo không như bá lại là người đọc sách nhiều, cho nên có thể nói có văn hóa và trình độ. Gã không tin ma quỷ, nhưng nếu không phải là ma quỷ thì cái bóng màu đỏ loang lộ đứng sau anh trai của mình là ai? Có phải là ông hớn không? Tình đình của bố mình ngày xưa đã bị nhốt hơn 20 năm trong cây huyết ngải đã thoát ra và muốn thực hiện lời nguyện rủa kia nếu thực sự là như vậy thì anh em của gã bắt đầu gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại ông Tư cũng đang lâm trọng bệnh. Bây giờ gã cũng chưa biết phải tính toán sao nữa. Trong một gian phòng khác đây chính là phòng của hậu. Đây là con của bà lành và là vợ hai của ông Tư. Lúc này gã đang nằm trên giường riêng rỉ. Vết thương trên người của gã còn giống máu. Mấy hôm trước đi chơi về chẳng hiểu rượu uống say. Làm sao mà bị rơi cả người xuống ao. May nhà có người vứt lên không thì cũng chết đuối luôn rồi. Lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường bên cạnh là bà lành lo lắng, mắt rơm rớm trực khóc. Con uống ở đâu mà say như vậy, rơi cả xuống ao, may mà có người nhảy xuống cứu, con làm gì phải chú ý chứ, mẹ chỉ có một mình con thôi, còn có mình hệ nào mẹ phải biết làm sao. Hầu nhìn mẹ cười cười nhưng mà đầu của gã đau như búa bổ, hiện tại thì chẳng nhớ được cái gì, chỉ mang máng là tối hôm trước anh bá dù đi ăn nhậu thế nào mà lại để gã về một mình sau đó thì lâm vào hiện trạng như bây giờ chẳng biết có phải là bé bị ai đánh không mà trên người đầy những vết bầm tím bà lành cũng hiểu đừng trong gia đình này hai anh em nhà bá đạo cũng không ưa gì hai mẹ, cũng không ưa gì hai mẹ con của bà ngay từ nhỏ chúng đã tỏ thái độ ra mặt nhưng vì sợ uy của ông tư cho nên bà vẫn cố nhịn nhưng chính vì thế mà chúng càng ngày càng quá đáng, đối xử với mẹ con của bà không ra gì. Chồng của bà ông Tư hiện tại chỉ đang ốm nằm liệt giường mà không hiểu bệnh tình ra làm sao. Hiện tại đã cấm khẩu và ngay giật mình nằm mơ ú ớ, kêu lên những tiếng không rõ ràng mà thôi. Mời thầy thuốc đến chữa trị thì không tìm ra bệnh, ăn gì cũng nôn chứ hít ra. Thật là phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Đang khỏe mạnh như vậy lại lăn đụng ra ốm đau, một mình bà xoay sở chống mặt, lại thêm cả chuyện thằng hậu bị ai đó ngầm hãm hại. Việc này cũng khiến đầu óc của bà căng như dây đàn. Còn xin lỗi, khiến cho mẹ phải lo lắng. Gà nói với mẹ bằng một giọng thành khẩn, mình hay bị hai ông anh trời đánh kia ngầm hãm hại. Nhưng cũng chẳng biết làm sao. Thân phận của em lại thêm không có tiếng nói trong gia đình. Ông Tư hiện tại đổ bệnh mấy tháng trời rồi mà chưa biết sống chết làm sao. Các anh dù đi chơi gã không muốn, trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Nhưng mà mỗi lần đi thì đều bị tiên bá kinh làm hại. Lần này hầu bị như vậy, gã cũng đoán chắc là do tiên này ra tay. Chỉ có điều là không có bằng chứng cho nên không làm được gì. Mà dù đã rõ mười mươi thì viết bản tính hiền lành nhút nhát của mình, gã cũng chẳng làm được gì. Đánh nhau thì hậu không dám, mách bố thì ông ta đang ốm nặng. Nhưng nếu cứ để tình trạng này xảy ra, thì người đầu tiên phải nếm chịu đau khổ chính là gã. Đặc biệt là nhìn thấy gương mặt đầy ánh mắt uất nghẹn của mẹ, làm cho hậu cảm thấy mình như bất lực. Mẹ đừng khóc đi, con sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa, mẹ đừng lo. Con lớn từng ngày rồi, tại sao cứ để chúng nó bắt nạt ăn hiếp? Rõ ràng con không có lỗi, mà chúng nó cứ để con ra bắt chịu là sao hả hậu? Sao con nhát thế? Bà lành nói với con trai bằng một cái giọng trách móc bởi suy cho cùng thì thấy cậu quá nhút nhát yếu đuối cho nên hai thằng anh con của bà cả mới chèn ép ngày trước chúng nó còn để ông tư không dám làm gì quá vận nhưng từ khi biết tin ông ta ốm liệt giường thì có thái độ bố láo ra mặt thề vạn cùng với chiều hôm nay được gia đình của nhà ông tư mời đến điểm bắt ma mấy từ sáng sớm tinh mơ ông đã dục đệ tử mang theo tư trang và đồ nghề từ làng Hà cho đến làng Tân Xuyên tổng Châu Giang mặc dù không xa, nhưng mà được cái nhà ông Tư này nổi tiếng là giàu có. Mà bà lành vợ của ông ta cũng rất biết điều, cho nên đã cho người mang xe ngựa đến rước hai thầy trò. Vì là khách quý cho nên chiếc xe này được trang trí rất đẹp mắt, lại là lần đầu tiên được ngồi trên xe ngựa, cho nên chịu thích thú lắm cậu suýt xoa. Sư phụ này, hay là thầy bỏ tiền ra làm một cái cỗ xe như này đi có phải nhàn hơn không? Thầy cứ việc ngồi nhắm mắt dưỡng thần, còn con sẽ làm mã phu như vậy vừa đỡ mỏi chân lúc đó thì trò mình có dáng vẻ của một doanh nhân thành đàn đó ôi sỏi đất ơi mới nghĩ mà con đã hãnh diện quá lúc đó thì các cô nương thao mà ngưỡng mộ thỉnh thoảng vác xe ngựa đi tán gái thì nhìn sư phụ đang ngồi nhắm mắt tĩnh tọa ở vị trí đối diện không nói gì mà gã lại bắt đầu bao hoa chích chòe chưa hết đâu nếu mà có xe đây con sẽ thuê thợ đục về chạm chỗ cái xe ngựa giống như một cái khách sạn di động luôn thầy có nhớ cái biển hiệu ở dưới tỉnh à, phố cô đầu không thầy vạn có lẽ lúc này đang thiền cho nên không nghe đệ tử nói gì hoàng giả như ông nghe thấy nhưng không thèm nói thì đúng hơn cái biển hiệu tựa tựa như là ký viện đại triển kỳ cổ ấy. sao là con sẽ kẻ một cái biển sơn son thiếp vàng hẳn hoi treo trên nóc xe ôi rồi đất ơi như vậy thì chúng ta vừa được thấy nhiều người biết đến hơn danh tiếng của sư phụ càng nổi như cồn con cũng được thơm lây còn đang nghĩ đến việc đặt tên biển hiệu chiếc xe này là bắt ma di động. Sư phụ, người xem có hợp lý không? Hôm trước con có đọc qua một cuốn sách ở phương Tây. Họ còn có cả chùa lưu động nữa cơ mà. Công nhận là dân nước ngoài họ tân tiến thật. Xã hội bây giờ càng ngày càng phát triển cho nên là tư duy của người ta cũng tiến bộ quá. Lại huyền thuyền rồi. Ta đã nói với con bao lần rồi. Sông càng sâu càng tĩnh lặng. Lúa chín thì biết cục đầu. Chúng ta là đạo sĩ tiền bạc cũng chẳng cầu nhiều, vừa đủ là được rồi. Thậm chí như là ngươi còn chẳng cần ăn. Vì đang thu luyện phép tịch cấp cơ mà. Vậy nên là xe ngựa khua chiêng gióng trống làm cái gì? Gớm nữa thầy nói thế là thế nào? Hôm trước thầy có giảng đạo, con chỉ hiểu được cứ nôm na rằng đạo sĩ cũng là người. Cũng có nhu cầu tối thiểu, cơ bản là của con người mà. Quan trọng là cách ta nhìn nhận vấn đề thế nào mà thôi sư phụ thì suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó bắt con phải nghiêm túc mà con có phải là không nghiêm túc trong công việc thôi thôi đừng có cãi chảy cãi cối nữa đi đi theo thầy thì nên học những cái hay cái đẹp chứ tại sao không dùng những cái điều tốt đẹp đó để giúp đời mà lại có những suy nghĩ muốn mở cả giống trống để ra oai cái gì mà bắt ma di động cái gì mà chùa lưu động ta nghe không hợp lỗ nhĩ à, con đùa thầy thôi biết sư phụ của mình chuẩn bị thức giận chưa bắt đầu lảng sang chuyện khác đổi đề tài nhanh chóng kẻo để lâu ắt sinh biến mấy mấy hôm trước bị sư phụ bắt về vẽ gần một ngàn lá bùa đến to cả tay nhớ lại hình phạt ấy mà gã dùng mình liền bảo à sư phụ có thể bà chủ nhà này mời chúng ta đến bắt ma có điều gì đó bất thường đó thầy thầy vạn khe những mày vứt bộ dâu dài trắng như cước im lặng để học trò phân tích lúc bà ta nói chuyện với thầy đã con để ý bà ta có thái độ sợ hãi và dường như là đang giấu giếm điều gì nữa thầy. Con đã nói ra thứ mà ta cũng biết, thế mà cũng khoe. Con đã nói hết đâu. Thầy dạo này là hơi bị khó tính đi nhá. Con chỉ muốn tình cảm hay thầy trò mình đi lên thôi. Mà làm gì mà sư phụ căng với đệ tử thế? Đoàn lại tiếp tục nói. Lúc mà mồ ta vào nhà nó mặc dù thi thoảng thôi, nhưng mà con người thấy cái mùi hương quen thuộc không lẫn vào đâu được thầy ạ. À. Lại mùi đừng có nói với ta là mùi dầu thơm nước hoa nhá, mà đàn ông thì nên bụi bặm phong trần một tí chứ không phải là ẻo là hơi tí là bôi sực nước hoa nhìn ôi rồi ôi lắm không con nói thật mà trên người của bà ta có mùi ma thế nhưng mà lại có lẫn cả mùi tinh huyết thầy ạ à? nhưng mà cũng chẳng hiểu sao khi mà con nhìn kỹ lại thì nó biến mất có thể là là trên người của bà ta có vật che giấu nào đó việc này thì cũng khó nói lắm ta không phải là không tin vào khả năng cứu sắc của con mà ta chỉ cảm thấy rằng con đi theo ta thì không biết con có thành nhân được nữa không mà thôi. Nhìn sư phụ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đành lắc đầu thở dài về mặt buồn bã rồi nói. Ý thầy nói con không chân thật à, con thể với sư phụ chưa bao giờ con chân giả cả, hay là giả chân với người, con con chính là chân nhân. Bí quá cậu nói ra đại làm cho thầy vạn cảm thấy giờ khóc giờ cười với học trò của mình. Ông nhìn chiều rồi khẽ ngâm trần nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất trần nhân. Đi xe ngựa mất ngần một ngày trời lúc này trời cũng đã gần tối. Ngang qua mấy khách điếm hé cửa ra, thấy cửa hàng biển niệu trưng đèn thấp nập. Mùi hương thơm từ những quán cơm bốc lên ngào ngạt. Chiều đói bụng gác không biết xấu hổ định hỏi sư phụ. Thầy ơi, chúng ta đi cả ngày rồi con thì đói đâu, con thì chưa đói đâu. Thế nhưng mà con lo sư phụ tuổi cao sức yếu mà không ăn uống gì cả ngày không khéo kinh mạch máu huyết nó ủ nứ không thông dễ sinh bệnh tật lắm hay là thầy để con xuống kiếm gì mang về hay thầy trò mình ăn lấy sức được không lại còn biết xỏ xiên cả ta nữa ta không đói với lại con đang luyện phép tịch cốc cơ mà cần gì ăn uống thôi con không muốn luyện trường sinh bất lão đâu có thực mới vực được đạo thì ạ à? chiếc xe ngựa bỗng nhiên trộm đến một cái rồi dừng lại sau đó thì từ trên xe có một người nhảy xuống chạy thẳng vào một nhà hàng sang trọng thầy phản bước chân đi khoan thai đằng sau vào đến nơi thì bỗng nhiên gã thấy bên cạnh có một gã thanh niên tuổi trà cã đang to tiếng với một cô gái xinh đẹp chỉ có điều là cô gái kia có vẻ sợ hãi gã thanh niên gã lớn giọng quát mày có biết bố mày là ai không chủ quán đâu tại sao lại để nhân viên làm ăn bố láo sức sược với khách hàng như vậy tại sao mày bê thức ăn cho khách mà mặt mũi mày không nở được một nụ cười bộ mày nhìn ta không xứng đáng để mày cười được một cái làm duyên à Thật không đẹp trai hả? Mọi người phụ nữ trung niên liền, liền nhanh chóng bước ra. Quý khách xin thứ lỗi, đây là nhân viên mới quán tôi mới tuyển nên chưa có thời gian làm quen. Nếu có gì sơ xuất xin quan khách thứ lỗi, xuất anh của quý khách hôm nay chúng tôi xin phép không lấy tiền. dáng người của một chủ quán có vẻ nhanh nhẹn và hoạt bát nói năng rất dễ nghe. ấy vậy khi mà câu nói đến tai của gã thanh niên kia thì lại là chuyện khác. Còn mẹ nó chứ, ở cái đất này thằng bá này chưa bao giờ biết ăn chảy ăn bữa cái gì của ai. Nhưng vì thái độ phục vụ của nhân viên quán này và may là nhà thái độ cầu thị của chị cho nên tôi tể, cho nên tôi nể tình. Không có lần thứ hai thế này nữa đâu. Lần này tôi sẽ không trả tiền, lần sau nữa đốt quán. Cái nói bằng một vẻ mặt bất cần đời giống như đây chính là nhà của gã vậy. Ôi rồi đất ơi, lại có cả xã hội đen bảo cây ăn quỵt cả cơm quán Thầy buổi loạn làng trộm cắp lên ngôi một mét vuông có đến mấy thằng ăn chặn. Mà con bà thằng kia nữa lại còn tự nhận mình là đẹp trai trước mặt mình sao hả? Chiều đưa tay lên sờ mặt của mình rồi lầm bẩm Mặt gãy chán rồ mắt thí môi thâm như là dái cả. Môi thâm như là da dái cá. Đầu bù băng dựa mà còn bày đặt đẹp trai. Cậu Chiều mày đây ghét nhất là đứa nào ở trước mặt cậu mà còn tự nhận đẹp trai hơn mà mày đập trai hơn thật thì cũng không được phép nói trước mặt của cậu. Triều nhìn theo bóng lưng của gã rồi bắt đầu ra tay ném ám khí. Một viên xoài từ trong tay của Triều lúc nào bỗng nhiên bay ra bằng một tốc độ chóng mặt, đập mạnh vào chân của kẻ kia, làm cho gã ngăn ra lân đụng gìn rỉ. Gì. Ôi trời ôi, kẻ nào nó vừa ra tay ám toán ta mau xuất hiện đi, nhà này có ma sao? Đăng nhiên lại bị ngã lăn đùng ra, không đúng, Ma gì là còn biết ném cả sỏi vào chân Là kẻ nào đã gan tị trước vẻ khôi ngô tuấn tú của ta Gã nhìn xung quanh quán ăn lúc này chỉ có mấy người Ai nấy đều nhìn gã bằng ánh mắt sợ sệt đề phẩm Nhưng ở trong góc trong cổng có hai người một già một trẻ Đang chú tâm ăn uống Coi như là không nhìn thích gì cả Đáng ghét nhất là tên trẻ tuổi tóc bổ luống bên lở bên bồi trong phong trần lãng tử, da trắng tóc dài môi đỏ như son để còn cao to, chứ không phải là thằng cắt đầu moi như gã. Mới nhìn thì thấy cũng đẹp trai thật. Mà chính điều này làm dấy lên trong lòng sự ghen ghét muốn gây sự. Vì công tử cắt đầu moi tin bá này tín lại gần rồi chắp tay sau lưng, nhìn hai thầy trò ngắt hàm hỏi triệu. Ê cô, mày có biết bố mày là ai không? Triệu công tử không thèm đáp lời của gã ngay mà chỉ chăm chú gấp thức ăn cho sư phụ. Thầy ơi, có một thằng dở hơi nó còn không biết bố nó là ai nên hỏi Liên Thiên đi này Theo thầy thì có nên đánh cho nó biết bố nó là ai không thề Vạn nhìn gã này cũng không ưa Chỉ có điều đây là đất khách quê người Ông cũng không muốn va chạm cho nên định ngăn cản học trò Nhưng đúng lúc này thanh niên tên bá kia liền hét lên Con bà mày tao hỏi lại Mày có biết bố mày là ai không Mày dám không thèm nhìn mặt tao hả Thích thái độ lồi lõm mấp mô không Gã chỉ tay vào mặt mình để lộ ra gương mặt đầy sát khí, cố tình lộ ra một hình xăm nhìn khá đáng sợ đe dọa triệu nhưng mà triệu chẳng cảm thấy sợ gì cả mà chợt đưa cái mũi lên khịt khịt dường như là đánh hơi được thứ gì đó mắt kẽ híp lại bố mày là ai thì tao có đẻ ra mày đâu mà tao biết cho bố mày đang bệnh ở nhà cho nên mới đẻ ra cái thằng con ối rồi ôi như vậy cốt ra chỗ khác để cho đại gia còn ăn cơm nhanh lên còn kịp ấy chà chà mày hay đấy mày dám chửi cả tao ngay lập tức gã đưa tay lên chiếc bàn định hất tung mọi thứ. Nhưng mà quái lạ từ khi đặt tay xuống bàn thì gã không thể nhấc tay ra khỏi. Giống như tay của gã dính liền vào đó vậy. Lúc này thì toàn thân của gã vô lực giống như vừa bị ai đó hút sạch vậy. Biết bố mày là ai chưa? Chiều gắp một miếng thịt bò vào trong mồm nhai nhộm nhòm. Sau đó thì hỏi ngược lại gã. Tên thanh niên lúc này hoàng sợ quen theo bắt nạt dân lành và chưa gầm thú dữ bao giờ cho nên thái độ lúc này có vẻ thay đổi. Sưng hô với chiều bằng một giọng không còn bố láo nữa mà rất mịn. Quay ngoắt 180 độ nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu là ai? Tôi có chiêu chồng gì cậu sao cậu lại ám toán tôi? Bố mày là ai nè? Bây giờ biết bố mày là ai chưa? Chiều đang cầm miếng xôi đang vò thành cục rồi nhét thẳng vào mồm của gã thanh niên. Bắt gã ngầm rồi nói liên tiếp như là súng liên thanh. Đoàn ngẫm nghĩ xong rồi lại bảo. Trên người của mày có vấn đề để xem nào. Thứ nhất mày có mùi của ma quỷ. Hay nói đúng hơn là mày đang bị ám cho nên tao tiện tay muốn giúp mày thôi. Chứ đánh mày thì nói thật là bẩn tay tao. Hai bàn tay này chỉ thích được vuốt ve âu yếm lên má của những cô nương xinh đẹp mà thôi. Nghe chưa công tử đẹp trai. Thanh niên tên bá bị chiều vuốt ve lên cưng mặt làm cho dùng mình nổi ra gà. Thứ hai là trước mặt của tao không được nhắc đến hai từ đẹp trai. Bởi vì tao biết tao đẹp rồi cho nên rất ghét thằng nào đẹp hơn tao. Mà mày chỉ đẹp đẽ gì đâu. Có khác gì con đười ươi suy dinh dưỡng không hả? Thứ ba là tao không biết bố mày là ai cả. Liếc nhìn thấy sư phụ của mình dường như vẫn chẳng quan tâm. Chiều lúc này mới nịnh bợ khiến thầy vạn đang ăn mà phọt hết cả cơm ra ngoài. Thứ tư là tao đẹp trai nhưng vẫn thua sư phụ tao một tí. Bạn ấy tao cũng hỏi sư phụ tao nhưng mà thầy bảo là không biết bố mày là ai cả cho nên tao gọi mày vào đây chỉ để nói mấy câu ấy thôi vâng tôi tôi sai rồi tôi có mắt không chồng xin cậu hãy tha lỗi cho tôi lần này tôi biết tôi là ai rồi tôi xin nước từ nay không dám hỏi ai như vậy nữa đang định ra tay thì thầy vạn liền lên tiếng mà bảo tha cho cậu ta đi thanh niên mới lớn chưa trải sự đời đâu tấm chiếu mới nên có vấp váp cũng là điều dễ hiểu thôi Chiều bắt nãy chứng kiến từ đầu cho nên rất ngơ mắt với thanh niên bố láo mất dạy này. Nhưng mà khi nghe sư phụ nói như vậy, thì liền tha cho gã bằng một cái vẻ cao thâm khó rõ ý. Nhớ đây, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. Nói rồi chiều lầm bầm câu gì đó trong miệng, sau đó thì vỗ nhẹ vào tay của gã thanh niên tên bá kia, làm cho y có thể buông tay ra khỏi mặt bàn liếc mắt về phía hai thầy trò thầy vạn bằng ánh mắt sợ hãi hai nhanh chóng lẻn mất mà không một lần ngoảnh mặt lại nhìn theo bóng hình gã vừa khuất sau cánh cửa chiều nói với sư phụ con cảm thấy thằng bá này nó có liên quan đến người đàn bà hôm trước trên người của nó có mùi ma khí con nhận rất rõ thầy vạn nhìn chiều sau đó nhắc nhẹ nhàng vừa nãy biểu hiện của học trò làm cho ông cũng cảm thấy khá hài lòng lần sau không được tùy tiện làm bậy nghe chưa nơi đất khách quê người chúng ta nên tránh và chạm được ngần nào hay ngần ấy. Triệu vâng giả rồi gật gù lẩm bẩm Thầy yên tâm đi, con biết thằng danh con vừa nãy chẳng qua nó chỉ là hạng lưu manh không có gì cả. Kiểu như là giang hồ móm thôi thầy. Nhưng mà con muốn tìm hiểu xem tại sao trên người của nó lại có mùi ma khí giống với mùi trên người mà đã mời thầy trò mình đến nhà mà thôi. Chứ mấy thằng này con chỉ dọa cho nó bằng vẻ đẹp trai của con thì nó cũng sợ chết khiếp rồi. Không có gì phải lo đâu thầy. Thôi, chúng ta xuất phát đi. Đi sớm về sớm. Biết cậu học trò chuẩn bị lại ba hoa, thì vận hành nhanh chóng đứng lên đi ra trước. Thanh toán cho chủ quán, nhưng mà chiều lúc này bỗng nhiên ngoảnh về phía sau, bởi vì gã cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, chạm vào đốt mắt kia như là bị hút hồn, bởi vì cô gái bàn ấy bị thanh niên tên bá kia dọa nạt. Lúc này đang nhìn Triệu bằng một ánh mắt rất lạ. Vừa tò mò vừa ngưỡng mộ, triệu cũng nhìn lại một cái rồi cúi đầu xuống vút ngược tóc ra sau. Ngón cái và ngón trỏ gã chầm vào nhau, xòe ra hướng về cô nương kia. Lúc này nhìn chiều vô cùng lãng tử đào hoa rồi đi thẳng ra cửa. Gã vô tình không biết điều ban nãy gã làm âm thầm hun đúc nhèn nhém một sợi dây liên kết vô hình với cô gái kia. Cô nương xinh đẹp này tên là Ngàn. Sư phụ ơi đợi con, thầy làm cái gì mà như ma đuổi thế? Mang tiếng là thầy trừ ma mà lại sợ ma. Đừng tưởng đánh trống làng qua mắt ta, ngươi vừa định gây họa đúng không? Triều ngơ ngác nhìn thầy vạn trả lời một cách khó hiểu. Động tác vuốt tóc và bắn tim của người thả tính con nhà người ta, đúng là đi đâu cũng gây họa mà. Thầy hiểu nhầm rồi, con sống tự do tự tại giống thầy, cho con gái nó thèm thôi. Ai mà đại dột lao đầu và lưới tình hóa ra có mà dở hơi à? Thầy thấy con suy nghĩ vậy có đúng không? Vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến căn nhà của ông Tư, đứng bên ngoài căn nhà thầy vạn chăm chú quan sát bàn tay vuốt lấy bộ râu như là ngẫm nghĩ gì đó còn chiều thì khịt khịt cái mũi sau đó nhăn mặt nói với sư phụ thầy ơi ma khí nồng nặc có lẽ mụ chủ này không nói dối thầy lúc ở nhà mình mộ ta cứ nhìn thầy bằng ánh mắt gian xảo cho nên con tưởng mụ ta thấy sư phụ giống với đường tam tạng cho nên muốn ăn thịt nhưng mà hiện tại ma khí như thế này thì chắc chắn là không phải rồi không được nói liên thiên Ta đang nghĩ xem có nên giúp gã ta thoát khỏi cái nạn hay không. tốt là làm đi dễ hơn làm lại. Thề vạn thờ dài lầm bầm, chiều đang đứng ngoài cầm chăm chú nhìn cách bài trí bên trong theo phong thủy thì cũng rất có khoa học. Chứng tỏ phải qua tay của một ông thợ. Chứ chẳng phải là ngẫu nhiên một người bình thường có thể sắp xếp những thứ tưởng chừng như là rất bình thường ngẫu nhiên kia lại thành một thứ giống như pháp trận vậy. Chiều lên lầm bầm, con mụ vợ hôm trước kể lại rằng lão chồng mụ ta hiện tại đang bị nghiệp quật cho túi bụi, nằm bẹp dí sắp chết, cho nên mới phải nhờ đến thầy. Mà thầy có thấy điểm gì khác biệt trong ngôi nhà này không? Con cảm thấy nó rất kỳ quái, ảo thật đấy sư phụ. Tên pháp sư trước có vẻ cũng là một người trình độ cao tay, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Thầy vạn khép mỉm cười rồi bước đi thẳng vào trong qua cánh cầm, Triệu thì đi sau ánh mắt đảo như giang lạc chăm chú quan sát và đánh giá. Đi đến trước cầu ao đây cũng là một chiếc ao được xây theo phong thủy có đặt một hòn non bộ bề thế rất hoành tráng. Từ vị trí giáp hòn non bộ được xây thêm một cái cầu bằng đá trắng cong vút nối với một gian nhà bằng lợp ngói đỏ công vút khá đẹp mắt giống như là một gian tiểu đình mà chỉ những gia đình vô cùng giàu có thượng lưu mới xây ra để ngắm trăng và đàn hát giao lưu thơ cao văn nghệ triều liền suýt xoa ôi rồi ôi dân chơi thầy ơi đúng là nhiều tiền lắm của cho nên vẽ vời đủ thứ riêng tiền xây cái này cũng đổ cho thầy trò ta ăn cả vài năm nhưng mà phải nói là tạo nghệ thuật vật tầm mắt của lão chủ nhà này cũng lợi hại còn thấy nó rất đẹp và góp phần mang lại sinh khí cho toàn thể cảnh quan nơi đây đây chính là mắt trận của trận pháp đây bên ngoài thì hào quang vậy thôi nhưng mà thật ra thì bên trong ẩn giấu rất nhiều thứ mà người trong cuộc chẳng bao giờ tới tận cùng của đêm sẽ là ngày tận cùng của ngày sẽ là đêm ranh giới giữa hai cái nó chỉ là một lần ranh rất nhỏ mà thôi ôi rồi ôi thầy con đau đầu lắm pháp trận thì con lơ mơ hiểu thôi nhưng mà tại sao thầy cứ biết tiểu đình này là trận pháp con chỉ thấy nó ảo ma thôi thầy ạ à. Người không thấy là xung quanh đều được bố trí mọi thứ vô cùng hoàn mỹ sao khéo qua là hoa vụng bởi ta thấy các góc của cái ao này đang lập lờ từng lá trận kỳ kia kìa Thầy Vạn chỉ tay về tám góc của chiếc ao. Chiều nhìn theo thế thì đúng là có tám lá cờ màu đỏ. Có cái màu vàng hoặc trắng giống như là thích đồ chơi mà mỗi khi hai thầy trò chiều gặp ca khó lại mang ra dùng vậy. Quả này hay rồi, đánh nhau to rồi. Để xem sư phụ xử lý ra sao với đống hỗn độn này. Cầu chiều chỉ sợ thiên hạ không loạn cho nên suy nghĩ rất là hung sướng. Bởi vì lâu rồi không được đánh nhau, cho nên có vẻ rất cuồng chân cuồng tay. Bỗng nhiên từ phía căn nhà có một người phụ nữ trung tuổi bước ra, đây chính là bà lành vợ của ông Tư. Nhìn hai thầy trò tiến lên điền đòn đà, ấy chết, hai thầy trò nhà vất vả quá rồi, sao đến mà không có nói với gia nhân một câu để tôi sai người đón tiếp. Thầy Vạn cười cười không nói, còn chiều thì im lặng, tỏ ra mình là người có giáo dục. Bước đi lặng thinh bên thầy, Bước vào bên trong sân lớn được trải bằng gạch đỏ có xây những chậu hoa nhìn vô cùng trang nhã. Sư phụ ơi, người có thấy ai sinh sống trong nhà này cũng vất vả và buồn giàu chứ đâu. Bà lành quay mặt lại nhìn về phía của chiều ngạc nhiên, thề vàn thì bước nhanh về phía trước. Bởi ông biết thằng đồ đệ cưng này lại chuẩn bị chọc ngoáy, bà lành liền nói. Sao lại vất vả hạ tiểu sư phụ? Thôi thôi đừng gọi cháu là sư phụ, cứ gọi cháu là triệu thằng tin được rồi cháu đợt đó có đọc qua kinh thư kể rằng có một gia đình giàu có đẹp và bề thế cỡ như nhà mình triệu vừa nói với chỉ trò xong tiếp tục nói gia nhân người làm họ đều buồn bã âu sầu bởi vì đất cát quá rộng tường bao quanh quá đẹp kiên cố cho nên là hai người làm công của nhà đó họ đã không chịu nổi cho nên chia tay nhau trong đau khổ vì phải yêu xa xin hỏi bác như vậy có phải là buồn giàu hay không Bà lành liền cười thành tiếng Thể vạn đi đằng trước bỗng nhiên nhanh chân hơn Có vẻ như ông đang bị ho thì phải Dường như thấy ông đưa tay lên che miệng Cố gắng giọng đi để không phát ra tiếng Trong một căn phòng khác của nhà ông Tư Lúc này bà và đạo đang thì thầm to nhỏ Bên cạnh đó hậu con của bà vẫn còn đang nằm ngủ Chú đạo Nhiều mưu mẹo lần này nhà chú giải quyết giúp anh vụ này mẹ nói chứ Chưa bao giờ anh bị làm nhục như vậy Bá nhìn cậu em trai ruột bằng dòng cây cú. Sao vậy? Anh bá phải chịu thiệt thòi sao? Với cái mặt lưỡi cầy lên, ánh mắt của bá nhâm hiểm nó vĩ đạo. Nó còn tự xưng nó là chân nhân với đạo tuét chứ. Thằng ấy nó chẳng tuổi anh nhưng mà nó có vẻ gì đó rất bí hiểm. Nói rồi cách kể lại chuyện gặp thầy trò của thầy Vạn trong quán cơm, đồng đội đồ chiều bị cậu dạy cho một bài học. Ôi rồi ôi, thôi em xin, dây vào ai chứ đừng dây vào những người như vậy, Họ là những người tu luyện huyền học Mà chuyện tâm linh này không có đùa được đâu Lén phén là bị ếm bùa cho lòi cả ruột ra chứ đâu có đùa Đạo nói bằng một vẻ mặt khá ngưỡng mộ Bởi lẽ Đạo cũng là một người chịu khó đọc sách Cho nên hiểu biết của hắn y hơn hẳn anh trai Nên cũng có chiều sâu hơn Còn riêng bá thì chỉ là hàng tiểu nhân Ăn chơi quen thói rồi lại thêm cái tật cậy quyền cậy thế bắt nạt người khác Chưa bao giờ gặp bị ai khiến cho sợ hãi cho nên gã vẫn muốn nghĩ cách để trả thù triệu. Cái gì giúp được thì giúp, chứ vụ này anh đừng có rủ em, em không muốn dây dưa. Đào dứt khoát trả lời anh trai, nhưng ngày sau đó quay sang nhìn thằng em con mẹ kế đang ngồi say gã lầm bẩm Về thằng hậu bị ngã xuống ao nước gần nhà, có phải anh làm không? Sao anh lại xử lý kém vậy? Nếu xác định làm phải làm cho dứt khoát, kiểu này lần sau nó đề phòng chúng ta đấy. Bá nhìn em trai thở dài mà bảo. Tôi ấy thì anh chúc thuốc mê. Về gần nhà tiền tay đầy nó rơi xuống, còn đứng ở đó nhìn chìm hẳn xuống, cứ như là nó chết rồi. Thế nào mà... Bác quay sang nhìn hậu vẫn còn đang nằm trên giường, hơi thở đều đều tiếp tục bảo. Hay là bây giờ... Cát đưa tay lên ngang cổ ra hiệu. Ngay lập tức đảo lôi anh trai của mình ra ngoài rồi ngăn cản, y liền lên giọng rồi bảo. Anh bị điên à? vừa hôm bị ngã xuống ao anh là người rủ nó đi nhậu nếu mà nó chết thật thì mình có cứ mà nói bây giờ anh đang sống nhàn ra đấy anh hạ sát thủ với nó ngay trong nhà này thì ai mà biết anh làm nhất là mẹ của thằng hậu bà ta cũng không đơn giản như anh nghĩ đâu anh có bị thần kinh không chưa nhiều thuốc quá hóa lú sao chưa làm cái gì mà căng vậy bá bị em trai cùng mình mắng cho nên cũng tức đang định nói gì thêm thì bóng gã nhìn ra ngoài sân rồi mắt trợn ngược lên giống như nhìn thấy điều gì lạ lắm Ôi rồi ôi, thiên đường có cửa mà không tới. Địa ngục lại cài then lại bước vào. Thằng danh con, qua này mày chết với ông. Mày tự xưng là chân nhân là dám sỉ nhục thằng bá này sao? Nhưng trần nghĩ ra vụ hôm trước bị nó hành với cả lời của đạo vừa nãy đe dọa. Cả cũng cảm thấy e ngại khi chỉ tay vào em trai. Chú có thấy cái thằng tóc bồ luống bên lở bên bồi kia không? Nó chính là thằng anh đã kể va chạm lúc ở quán cơm đó. Đào không nói gì nhìn về phía sân đang có ba bóng người đi vào. Gã chuyển ánh mắt về phía của Triệu rồi gật gù. Kể ra thì nhìn gã cũng được đấy, cao giáo trắng trèo đẹp trai phong độ, lại thêm ánh mắt biết cười. Nó nói đúng đây ngạ, à, so với nó thì nó hơn đứt anh là cây chắc, thế mà còn đòi so bì hơn thua với người ta. Chứ có còn là em của anh không à? Mẹ người nhà không bênh bênh người ngoài. Em không bênh ai cả. Nhưng mà nhìn gã kia em thích sợ đó vừa có vẻ gì đó mà mãnh ngông nghênh lại có thủ đoạn mà chả biết sao hôm nay lại đến nhà mình mà lại đi cùng với bà lành lẽ nào trần gã sừng nhớ rằng ngày hôm trước bà có nói về việc làm vỡ cây chậu huyết ngài kia chắc là gã ta đến đây vì việc này để xem nó có thật có năng lực bắt ma không nếu mà bị bợm thì lúc đó hãy ra tay trước mắt thì ta cứ theo dõi hành động của nó anh đừng có mà gây sự nếu gã có tài thật thì chúng ta nên trọng dụng thêm bạn bứt thù Bá không nói gì chỉ gật gù rồi đứng nhìn ba người đang tiến lại vào trong để tới căn phòng của ông Tư. Bên trong căn phòng được trang trí vô cùng đẹp mắt vừa hiện đại lại vừa cổ điển, khiến cho chiều cứ suýt xoa, nhìn thấy đồ vật gì cũng tò mò. Nhưng lúc này biết là đã vào việc cho nên cũng không dám lơi là mà chỉ đứng bên cạnh chờ đợi sư phụ ra lệnh. Thề vạn ngồi xuống, chiều đứng bên cạnh, trước mắt có ba người gồm bà lành và hai anh em của bá đạo, có vài người gia nhân người làm đang thấp thó ở bên ngoài hóng chuyện. Thầy Văn điện hỏi bà lành. Tình trạng của ông đã xảy ra lâu chưa Vừa bắt mạch xong thầy Văn liền hỏi bà lành. Thưa thầy là ông nhà tôi bị hơn một tháng nay, đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên lăn quay ú ớ rồi á khẩu cho đến bây giờ. Hàng ngày ăn uống tôi vẫn còn cho uống nhân sâm để cầm cự. Biết là thầy cao tay cho nên chăm sự nhà thầy, giá nào chúng tôi cũng chịu chi, nếu như thầy cứu sống được chồng tôi tỉnh lại, mẹ con tôi sẽ mang ơn thầy suốt đời. Bà đừng nói mấy câu khách sáo như vậy, Việc cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Còn cứu được hay không lại là chuyện khác. Thứ cho ta nói thẳng tình hình của ông ấy rất nặng, âm khí đã nhiễm rất sâu rồi. Hiện tại mạch cũng rất yếu nếu không kịp thời ta e làm... Chiều nghe thấy bà lành vợ của ông Tư nói bao nhiêu tiền cũng chi thì mừng lắm đình bồng lần này gã sẽ xin thầy vạn đầu tư hẳn cái xe ngựa. Bởi suy cho cùng thanh niên thì thời nào cũng vậy, ai chả có tí máu nóng. Nhưng mà nhìn ông chồng bà đang nằm bẹp dí trên giường thế kia. Gương mặt bị một tầng âm khí bao phủ đen kịt, thì nghe chừng lần này giấc mơ về cỗ xe ngựa hoành tráng có lẽ xa vời. Đành trông vào số phận vậy, gã nghĩ bụng. Liếc mắt nhìn về hai anh em con nhà chủ nhà, Triệu cũng không quan tâm để ý đến chúng. Chỉ có điều cái thằng vẫn tự mình là đẹp trai tên là bá kia, thỉnh thoảng vẫn nhìn Triệu có vẻ như không được thiện cảm. Nhưng đúng lúc này Triệu người thấy một mùi ma quỷ lẫn cả trong huyết tinh nồng đậm, dường như đang có mặt tại căn phòng này. Mùi này giống như mùi hôm gã phát hiện trên người của bà lành và của thằng bá. Gã quay đầu đi ra khỏi phòng này, Vừa ra khỏi căn phòng chiều nhìn thấy một bóng người đang mang dáng vẻ của đàn ông. Nhưng mà điều kỳ lạ là trên quần áo đầu óc đã bị cháy xém nhăm nhở. Nhưng trên gương mặt thì vẫn còn đầy những nỗi thống hận. Đau khổ đang bay lư lửng về phía trước. Chiều âm thầm theo sau. Có lẽ còn mà kia không nghĩ rằng chiều có thể ngửi được mùi của mình. Cho nên cũng không để ý. Khi như vậy đi thẳng về căn phòng khác chính là căn phòng của hậu. Ở ờ, con ma này sao lại đáng thương như vậy Mà tại sao trên người của nó bốc mùi huyết tinh nồng đậm như vậy Lẽ nào nó bị giam cầm và nuôi dưỡng bằng pháp thuật cho nên sinh ra như vậy Ta phải đi theo tìm hiểu Cái gì cũng phải có nguyên căn Còn mà bỗng chốc biến mất trước cửa rồi lại xuất hiện bên trong Lúc này con ma nhìn chầm chầm vào một cậu thanh niên đang nằm trên giường Dường như cậu thanh niên kia chẳng nhận ra được sự xuất hiện của vị khách không mời này cho nên chẳng có cảm giác gì cả. Vẫn đang ngủ say như chết, hơi thở vẫn còn đang phát ra đều đều. Không hiểu nó vào đó làm gì, có phải định hại người không? Chiều chăm chú quan sát trên tay cầm sẵn lá bùa. Nếu chẳng may mà con ma này có ý định hại người, chắc chắn Chiều sẽ ra tay diệt sát. Bởi vì sao thì mạng người vẫn quan trọng hơn. Nhất là trên người của cậu vẫn còn mang theo trọng trách của một vị đạo sĩ không thể để cho ma quỷ hại người được. Nhưng con ma kia chỉ đi vòng quanh giường, bàn tay của nó khẽ chạm vào gương mặt của cậu thanh niên. Ánh mắt của con ma này tỏ ra vô cùng chịu mến. Chiều nhìn mãi mà chẳng thấy giống như nó muốn hại người. Vào đi, thập thò lén đốt làm gì? Bỗng nhiên có tiếng nói như rót thẳng vào tay của chiều. Cậu giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh xem ai vừa nói. Nhưng lúc này xung quanh vắng nặng, mà âm thanh phát ra từ bên trong căn phòng cho nên triệu mạnh dạn đẩy cửa đi vào Còn mà kia lúc này ngẩng mặt đi nhìn triệu cất giọng hỏi bình thản cậu nhìn thấy ta sao tại sao lại có thể theo ta cái này tôi phải hỏi ông mới đúng ông là ai tại sao lại có thể làm cho tôi thấy được ta biết cậu là người tu luyện qua đạo thuật và huyền học ta thì chỉ là một vong hồn bình thường cũng không, không gây nguy hại gì cho những người ở đây cho nên cậu không cần phải đề phòng ta như vậy Ông nói thì hay lắm Đừng có mà mồm điêu Bình thường mà sao trên người có mùi huyết tinh tà khí có nhiều như vậy Ta cũng bị người ta hãm hại Về nhốt trong cây huyết ngại nhằm mục đích khác mà thôi Theo ông vào đây nhằm mục đích gì Đừng có nói với tôi là ý định lấy máu huyết của vị công tử này Cậu thì làm sao mà hiểu được Đây chính là con trai của ta Mấy hôm trước nó bị người ta hãm hại đẩy xuống ao May mà ta kịp thời Ôi rồi ôi con trai của ông Ông nói cậu này là con trai của ông Vậy thì ông Tư kia là bị vợ cắm sừng Chiều ngạc nhiên hết toán cả lên Nhưng mà rất nhanh liền tỉnh táo hạ thấp giọng Đoạn dừng ngón tay liền tán thường. Lời hại Chết rồi mà còn có người làm cho người ta có thai Thì chưa nghe thấy có pháp môn nào đỉnh cấp như vậy Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt Cầm cái mồm thối của cậu lại Ta không nói là khi ta chết đi mới có con mà là như thế này nói rồi hồn ma của ông hớn bắt đầu kể lại cho triều nghe về việc ngày xưa ông yêu bà lành thế nào rồi ông tư chủ nhà này đối xử với lão như thế nào cuối cùng hậu mới chính xác là con của ông hớn chỉ có điều ông ta đã chết trước khi hậu được sinh ra cho nên là không nhìn thấy mặt thư vốn lòng dạ hiểm ác nhỏ mọn và thâm sâu bảo biết bà lành không còn trong trắng cho nên âm thầm sai người truy bắt thớn nhằm trả thù còn liên lụy tính cả gia đình của ông hấn chính điều này làm cho ông ta phân uất đến mức độ tự thiêu nguyên rùa thầm tệ trong ngày cưới của lão tư với cô lành khiến cho cả làng tân xuyên một phen hoảng sợ ông tư và gia đình cùng sống trong cảnh lo sợ nên nhờ pháp sư ra tay chấn niệm về pháp sư kia cũng là người có thực lực bắt lấy linh hồn của ông Hớn nhốt vào cây huyết ngài còn dạy cho lão tư cách sử dụng và chế ngự bằng cách hàng ngày lấy máu huyết của bản thân nuôi dưỡng trần đông hớn cười phát lên làm cho triệu ngạc nhiên đang định hỏi thì ông ta nói nhưng thực ra thằng tư cũng bị lão pháp sư kia lừa ông hớn cười như điên như dại chờ nét mặt của ông nghiêm lại bảo với triệu bỏ ngựa bắt về chim sẻ đứng đằng sau tên pháp sư kia là một kẻ táng tận lương tâm đã âm thầm hạ độc thủ với lão tư chủ nhà nhằm mục đích lấy thân xác của lão ta chiều nghe mà ngây hết cả người chưa hết bất ngờ vì chuyện này lại bị chuyện khác làm cho rúng động thật không ngờ trên đời lại có pháp môn tà đạo độc ác đến bậc này thế tại sao lão tư kia bây giờ lại nằm bẹp rúm ở chỗ đó mà chẳng còn chút sinh khí là thế nào miếng ăn quá khẩu thành tàn, người tính không bằng trời tính. Ta bị nhốt trong huyết ngài ngần ấy năm, mặc dù không thoát được nhưng vẫn có thể thấy hết được những việc mà tiên pháp sư kia đã làm. Chỉ sau hơn một năm thì lão tư đã bị chính cây huyết ngài có pháp thuật kia làm cho suy yếu. Trên đời này chẳng có cái gì là có được mà không có mất. Lão tư chủ nhà này tham lam vô độ vì thấy cây huyết ngài kia có tác dụng cho nên liên tiếp sử dụng nó cuối cùng đã bị huyết ngài vật chết. Và đó cũng chính là lúc tên pháp sư kia bí mật động chân động tay. Gã đã nhập vào thân xác của lão tư sống trong từng ấy thời gian, cho đến một ngày cuối cùng thằng bá con trai của nhà này vô tình làm vỡ chậu huyết ngài. Ngay như bản thân của lão pháp sư kia cũng không nghĩ rằng có ngày này. Quả báo, quả báo. Chiều há mồm ra nghe thoát cả mồ hôi, trong lòng của gã đang nổi lên từng trần sóng, chẳng biết phải diễn tả cảm giác lúc này thế nào. Ánh mắt của Triều dân tà nhìn phía hồn ma, hay là cứ trừ khử gã này rồi vì báo cho sư phụ. Một công đôi việc, trần hồn ma nghiêm sắc mặt nói với gã. Ta biết đầu óc của cậu cũng mà mạnh lắm, nhưng mà yên tâm, hơn 20 năm bị nhốt làm vật thí thần cũng khiến cho ta hết sạch sự hận thù. Và lại ta cũng không còn nhiều thời gian tồn tại trên cõi đời này. Chỉ xin cầu một chút ít thời gian để ta nói với bà lành và thằng hậu đôi câu Chiều lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình bị vạch trần ý định nhưng vẫn nghiêm nét mặt bảo được rồi tôi tin ông nhưng mà nên nhớ ông mà quấy quả thì tôi sẽ chất thằng lá bùa này vào mặt lúc đó đừng có trách nói rồi gã ngây ngang đi về phòng ban nãy nhìn thấy thầy vạn đang vò đầu bứt tai có vẻ khó nghĩ đám gã hỏi sư phụ bị ngứa đầu hả Sao cứ vò từ nãy đến giờ con thấy tóc của thầy rụng gần hết rồi. Ta đang phân vần, vần chẳng biết phải như thế nào nữa. Trong trường hợp này ta đau đầu lắm. Chiều khẽ thì thầm vào tai của thầy vạn. Thầy đi theo con ra đây, con kể cho thầy nghe. Nghe xong đảm bảo thầy hết đau đầu, căn bệnh dùng tóc của thầy cũng thuyền giảm ngay. Thầy vạn nhìn học trò bán tín bán nghi, sau đó thì ông bước ra ngoài. Chiều ở đằng sau nó viết bà lành. Bà vào phòng con trai của bà đi, cậu ấy tỉnh rồi, có người cũng muốn nói chuyện với bà. Đoàn gã liếc ánh mắt nhìn anh em của bá đạo cười nhăn nhở. Chào chân nhân nhà, chân nhân mấy hôm nay thấy ta có đẹp trai không? Bà cúi gầm mặt xuống không dám nhìn gã, Xinh đào thì nở một nụ cười đáp lại. Đoàn đã bất chợt nói mấy câu bằng tiếng nước ngoài khiến cho bá cảm thấy khó hiểu. Good, good, very good. Chiều cảm thấy bất ngờ gã vốn là một tay đọc nhiều sách ở đây lại có thể gặp được một tên có vẻ là tri thức nói được cả tiếng nước ngoài cho nên hết làm vui mừng liền sấn lại ghé thắt tai của đạo thì thầm chân trái ta bị gút chân phải ta cũng bị gút nhưng mà chân giữa ta là very good good ta nhìn sắc diện của người tối lắm ấn đường hắc vân đang che phủ nham hiểm vừa thôi cẩn thận bị gút chết tỏi đấy ánh mắt của triều nhìn chằm chằm vào cái nhẫn gắn đá đỏ trên tay của kẻ này đạo ngây người y không thể ngờ được một tên đạo sĩ lại có thể có những hành động bị ổi vô liêm sỉ như vậy thật là khó có thể tưởng tượng nổi tự dằn mình tốt nhất là đừng dây vào cái thằng dở hơi này để nó giải quyết xong việc ở đây rồi cho nó biến đi cho đỡ ngứa mắt thầy Văn được học trò mách nước cho nên tươi như là pháo hoa gương mặt cũng hết sức vui vẻ bà lành cũng được ông hớn là người yêu cũ đã thông tư tưởng khóc như là mưa sau đó biết chuyện ông Tư đã chết từ lâu. Hiện tại đang là kẻ khác chiếm lấy thần xác của chồng mình cho nên sợ hãi. Sau đó thì quyết định không cứu chữa cho ông Tư nữa. Một chiếc bùa do đích thân của thầy vạn dán vào chán của ông Tư, dưới sự chứng kiến của mọi người, ai cũng nghe thấy tiếng gào khét đau đớn, mông lùng giống như từ một cõi âm ti nào đó vọng lại. Khi chầu huyết ngài bị vỡ đến được thầy vạn dùng bùa chế trụ, những lá kỳ trận xung quanh đã bị gỡ bỏ mắt trận là tiểu đình cũng bị hạ xuống Thầy vạn còn sai người lặn xuống đáy ao vứt lên một tượng vật màu đen khắc hình thù kỳ dị làm cho nhà bà lành càng thêm kinh sợ và kính nể thầy trò của ông hơn bà lành cảm ơn hai thầy trò lúc về thầy vạn liền bảo chuyện về phần âm và số phận của ông nhà đã qua còn về việc gia đình của nhà bà tôi không muốn can thiệp quá sâu nhưng mà hãy nhớ Sinh tử con người ta vốn đã có kiếp, ma quỷ không đáng sợ. Đáng sợ nhất là con người ta bị lòng tham chèm mắt, khiến cho nhập ma mà thôi. Cứ sống tốt đi phần số khắc an bài, đức năng thắng số. Hãy nhớ tu nhân tích đức, mình không làm hại ai thì chẳng ai hại mình cả. Ông gọi đạo gia rồi bảo, cậu tháo chiếc nhẫn đón ra đi. Phần này cậu nhặt được ở dưới chậu cây huyết ngài có đúng không? Đào tế mặt quỳ mọp xuống lại thầy vãn như tế sao đoạn bảo. Vâng, con thấy nó đẹp cho nên con lấy về. Không muốn chết thì mau tháo ra. Đây chính là vật nuôi dưỡng tà khí uất thần. Hãy tháo ra rồi cho đệ tử của ta giữ. Cậu ta tu luyện cho nên chế chủ được. Cậu chỉ là phạm nhân, muốn chết sớm thì cứ giữ lấy. Ngay lập tức đào tháo chức nhẫn đưa cho triệu, giống như nhìn thấy ma vậy. Còn ra sức lấy tay lau sạch vết hẳn trên ngón tay. Hai thầy trò bước nhanh ra ngoài ngõ, chiều nhìn chiếc nhẫn rồi lầm bẩm Good, good, very good. Cảm ơn thầy, cái nhẫn này đẹp lắm, còn thích. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo